Xin chào các bạn, hôm nay thì mình làm một cái video để chia sẻ cho các bạn về cái vấn đề nồi cơm bị xì mà phổ biến đặc biệt là những cái mẫu của Toshiba. Thì ở trên đây mình là có một cái nồi tô chuông các bạn. Đấy, nồi tô chuông. Đây là của một cái chú khách ở Nam Định gửi vào để nhờ mình xem hộ. Thì lúc đầu mình cứ nói là chú ấy cứ đọc cho cháu cái mã thì cháu sẽ tìm cái vung cháu gửi vào cho chú. Tất nhiên mình không gửi ngay được những cái vung của mình, hiện tại mình đang còn khoảng 3 cái, 2 cái thôi các bạn. Hai cái vung thôi thì mình cũng phải để đó. Giả sử như trong vòng thời gian 2 đến 3 tuần ấy, có khách của mình cần thì mình phải gửi ra cho họ. Đấy. Còn mình cũng dặn nói với chú ấy, trao đổi với chú ấy là cái vung chú cần thì phải 2 đến 3 tuần mới có, thì mình săn ở bên kia mới có. Chứ còn nếu mà các chú cần khoảng trong một tuần có thì rất là đắt các bạn. Cái vung này người ta bán ở Nhật, nếu mà vung mới ấy, thì nó phải từ giá quanh quẩn khoảng 2 đến 3 triệu, thậm chí còn hơn nữa các bạn. 2 đến 3 triệu là người ta bán, tức là tùy người nhé các bạn. Còn các bạn mua ngay lập tức mà kiểu như giống như là từ hãng phát hành ra luôn ấy thì nó đâu tầm khoảng 18-19 ngàn yên luôn đấy các bạn, tức là khoảng 3 triệu rưỡi 4 triệu luôn đấy các bạn. Đấy thì mình sẽ phải săn, tất nhiên mình sẽ phải săn cái nào mà nó rẻ hoặc là nó còn mới thì mình mới lấy thôi. Thì nếu mà hàng đã qua dùng rồi mà còn mới ấy, còn đẹp ấy, thì nó đâu tầm khoảng 800-1 triệu. Còn hàng mà như mà mình, mà nếu mà mình còn mới mà mình lấy ấy, mình chấp nhận lấy ấy, thì nó tầm khoảng 1-1,5 triệu thì mình mới lấy thôi. Chứ còn qua cao quá thì mình không lấy. Thì mình cũng trao đổi với chú ấy khoảng 2 đến 3 tuần thì mới có. Thì chú ấy chấp nhận, chú bảo cứ gửi cái nồi vào để ráp cho chú xem để chắc chắn cho chú. Thì mình đã ráp thử một cái vung khác rồi nhé các bạn. Thì cái nồi này nó không bị xì. Cái nồi này là nó do cái vung thôi các bạn. Đây. Đấy, là do cái vung thôi. Vung cái gioăng thôi các bạn, mình xin lỗi, do gioăng thôi. Do gioăng nó bị xì thôi. Thì lúc nãy mình có nấu thử rồi thì ráp cái vung khác thì nó không bị xì. Mình mượn một cái vung khác không bị xì, không phải vung này nhé các bạn. Đấy, mình chia sẻ thêm nữa là những cái dòng tô chuông mà đời 2017 về trước các bạn, 16, 15, 14, 13, 12 đấy, 5 năm đấy thì mình dùng chung một gioăng. Nhưng mà từ 27, 18 là mình phải dùng chung một gioăng nhé các bạn. Các bạn mà dùng sai khác gioăng là nó bị xì đấy các bạn. Đấy thì mình có nãy có nói với chú là chú cứ đọc cho cháu cái mã là cháu biết cái vùng cháu tìm thôi. Đấy, nhưng mà chú không chịu để chắc chắn thì chú gửi vào. Còn nói thật với các bạn là can thiệp đến phần cứng là bo mạch mà liên quan hàn thì mình chịu thôi. Đấy, còn ví dụ như là những cái giắc cắm hoặc là cáp này kia thì mình tự ráp vào, mình không cần phải hàn, mình gắn vào là được thôi. Thì mình xem cho chú ấy, thì mình đã cái nồi này mình đã nấu thử rồi. Nếu mà mình gắn cái vùng khác vào là không bị xì. Nhưng mà tiện đây có cái nồi đấy thì mình cũng xin phép chú là mở ra để cho, tức là video này chắc chắn chú sẽ xem, thì mình sẽ mở ra cho chú xem là bên trong nó sẽ như thế nào. Cái nồi này các bạn, chú mua khoảng 2 năm, chú khoảng 2 năm, hơn 2 năm rồi, nhưng mà nó xì cách đây khoảng nửa năm là chú cứ để vậy nấu. Đấy, chú thì chú đi giống như ở một nơi khác, mà vợ cô ấy là ở nơi khác, ở nhà thì cô không biết, cô cứ nấu vậy, nấu xì thì khoảng nửa năm rồi các bạn. Thì các bạn xem cái nồi xì nửa năm và cái nồi, đặc biệt cái nồi nó bị xì như thế nào nhé. Giờ mình sẽ mở ra cho các bạn. Đây, thì mình sẽ bóc hai cái. À, đây là một cái nồi mình đang so sánh. Đây là một cái nồi đấu giá của mình về cách đây khoảng 3 ngày, 2 ngày. Đấy, thì giờ mình sẽ mở ra bên trong cho các bạn xem. Cái nồi này thì nó còn rất là đẹp. Thì mình cho các bạn xem bên trong. Motor hay là máy hút rồi ốc nó như thế nào nhá, nó còn mới như thế nào nhá. Đây, giờ mình sẽ cậy mấy cái này ra nhé các bạn. Các bạn chờ mình một chút, để mình cậy ra rồi mình quay tiếp cho các bạn xem nhé, để tránh mất thời gian của các bạn. Đây các bạn, mình đã cậy ra xong rồi. Đây, mình cậy ra xong rồi nhé các bạn. Thì cậy nồi tô chuông này thì nó cũng đơn giản đấy các bạn. Chỉ có nồi suji thì cậy nó mở nắp nó khó thôi. Còn cái nồi này cậy đơn giản. Đây các bạn xem. Đây cái nồi của chú đây, nồi bị xì đây. Đây là cái nồi đấu giá mình còn chưa, tức là không bị lỗi gì, không bị xì. Đấy, thì các bạn xem nhìn thấy không, cái xì này các bạn này. Đấy, hơi nước lâu ngày này, nó bám vào đây này các bạn. Đấy, nó thành cái nó thành lên màng luôn nhé các bạn. Đấy, bạn xem kỹ nhé, lên màng luôn này. Đấy, thấy chưa, các bạn thấy chưa. Đấy, lâu ngày là đến 16 tháng thôi, chứ còn khoảng lâu hơn nữa là nó sẽ nguy hiểm. Với lại thêm một cái nữa các bạn nhìn cái nhựa của cái này không. Đây, mình đẩy sát vào hai cái này cho các bạn xem. Các bạn nhìn cái lớp nhựa của cái này. Đây, cái thanh chốt áp suất này các bạn này. Nó còn sáng thế này cơ mà. Nó còn trắng phau luôn. Đấy. Đây thì nó ngả vàng rồi. Đấy, đã ngả vàng rồi. Thì một phần là do nhiệt độ. Nhiệt độ lâu ngày. Với cái quan trọng là nó bị xì. Hơi nước nó rút vào đây này các bạn. Đấy. Hơi nước một phần, hơi nước. Một chút hơi nước nó rút vào đây. Đấy. Các bạn nhìn cái này bên này. Nó còn rất là sáng, rất là xanh luôn.
Đấy, nhưng bên này nó qua màu đen rồi. Đấy, rồi thậm chí là cái máy bơm chân không cũng vậy. Mình xin lỗi, cái máy bơm máy máy cái motor áp suất cũng vậy. Đấy, nó thành màu đen luôn nhé các bạn. Đấy, bên này đây. Đấy. Thì đấy, những cái thanh này là ngả vàng hết luôn nhé các bạn. Đấy. Thì nếu mà nấu lâu ngày ấy, nó ngả vàng ấy, thì nó sẽ phải ngả vàng đều hết. Đấy, nhưng mà đây những chỗ trắng, chỗ vàng thì các bạn biết rồi, là do cái vấn đề mà hơi nước nó vào thôi, cái hơi nóng nó vào thôi. Đấy, nên nó không đều. Còn như bên này các bạn nhìn thấy không? Nó sáng hết luôn, nó trắng hết luôn. Đấy. Đấy, các bạn quan sát kỹ lại nhé. Rồi tiện đây thì mình chia sẻ với các bạn luôn nhé các bạn. Cái nồi tô chuông này ấy, các bạn nếu mà đằng nào cũng mở ra rồi bị xì ấy, khi mà các bạn nhận nồi, tức là các bạn mua ở đâu ấy, ở chỗ mình thì có lẽ là mình kiểm tra, mình sẽ trước khi gửi ấy, thì mình sẽ phải nấu thử xì rồi. Còn các bạn mua ở chỗ nào, bất kỳ một chỗ nào mà về nhà mà bị xì ấy, thì các bạn nhớ chú ý các thử vặn này vào đây, các bạn thấy không? Cái này lỏng này. Đấy, các bạn thấy không? Mình vặn vít vẫn lên này. Đấy. Bạn thấy chưa? Đấy, vặn nó lỏng vậy là cũng một phần nó ảnh hưởng đến cái vung nó bị lệch nhé các bạn. Một lệch chỉ một chút thôi là nó cũng xì nhá. Đấy, thì các bạn chú ý giúp mình cái cách đấy. Rồi mình thử cái ráp vào cho các bạn xem nhá. Đấy, thì giờ là cái này này, thực ra cái này nó không bị lỗi gì cả các bạn, nó không bị sao cả, nó chỉ bị xì thôi, xì cho cái vung thôi. Thì mình mở ra để so sánh cho bạn xem cái tác hại của cái việc mà xì thì nó ảnh hưởng cái nồi như nào. Đấy, bạn nhìn thấy hai cái đó, một cái còn rất là sáng, một cái thì lại có ngả màu. Thì giờ mình ráp vào thôi. Đấy, mình ráp vào thì cũng đơn giản thôi các bạn. Rồi, đấy, xong. Giờ mình một chút nữa mình bỏ cái camera xuống, mình vặn ốc vào đây. Đấy, thì các bạn biết vì sao mà trong nó lại ngả không các bạn? Tức là hơi nước nó thoát ra đây này các bạn này. Đấy, thì nó xì, nó phè ra đây, tràn ra đây. Thì một phần nhé các bạn, nó rút qua những cái kẽ này các bạn này. Đấy, đây hơi nước một phần, cái nhiệt độ nó thấu qua đây. Đấy, nó thấu qua những chỗ này các bạn này. Đấy. Viền này này, những viền này thì các bạn nghĩ lâu ngày ấy, 6 tháng còn ít, chứ nhiều người không để ý ấy, thì còn lâu hơn nữa thì nó còn gây ra những cái tác hại nó nghiêm trọng hơn, hay thậm chí nó còn cả xông cả vào bên trong cả cái màn hình này các bạn này, đấy, cái bo màn hình này, đấy, đấy nó xông vào những cái kẽ này các bạn này, xông vào màn hình này luôn. Đấy, thì tiện đây thì mình chia sẻ với các bạn cái vấn đề xì như vậy. Thì khi mà bị xì ấy, thì chắc chắn là cái chân không này không còn nữa các bạn, tại vì nó có motor, cái máy bơm chân không nó mạnh thế nào thì nó không kín, thì nó đâu có hút được, đâu có làm cho cái môi trường chân không, đâu tạo cái môi trường chân không trong trong sau này được, tại vì nó bị hở mà. Đấy, thì coi như mất chân không này, rồi áp suất thì xì thì các bạn chắc chắn là mất áp suất rồi. Đấy, thì thứ nhất là cơm nó sẽ không ngon, lúc đó nó chỉ thành cái nồi cao tần thông thường thôi, không có chân không cũng không có áp suất luôn. Rồi thêm một cái nữa là nó ảnh hưởng đến tuổi thọ nhé các bạn, chắc chắn ảnh hưởng tuổi thọ nồi rất nhiều luôn. Cái nồi này nó màu nâu nó còn đỡ nhé các bạn, để mình kiếm cho các bạn, đây mình không có cái nồi nào màu trắng. Nếu mà cái nồi màu trắng ấy là cái vùng này các bạn này, những cái vùng này này là nó vàng hết luôn, nó vàng vàng đặc sệt luôn đấy các bạn, vàng vàng mà kiểu như là vàng 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 nhìn rõ luôn đấy. Đấy, thì vì hơi nước nó ra đấy các bạn, hơi nóng nó ra. Còn khi mà nồi kín ấy, thì các bạn nhìn nó vẫn sáng không sao cả. Đấy, thì ở đây mình chia sẻ cho các bạn một chút như vậy nhé. Rồi, cảm ơn các bạn. Thì qua video này, bạn nào có nhu cầu mua nồi cơm nội địa hoặc là đầu bếp nội địa thì các bạn nội địa Nhật thì các bạn ủng hộ mình nhé, hoặc có ý kiến gì hay các bạn góp ý giúp mình. Rồi, mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.